Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022 có những tin chính sau đây. Tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Hiệu quả từ nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 6 năm 2022 đang bước vào những ngày thi đấu đầy kịch tính. Hôm nay, môn bóng chuyền hơi nam nữ chính thức khai mạc và tổ chức thi đấu tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch 182 ngày 23 tháng 7 năm 2021, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, huyện, thành phố với 25 chỉ tiêu kinh tế xã hội, 8 danh mục cơ chế, chính sách, thực hiện các khâu đột phá, 102 đề án, chương trình, kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, 127 dự án đầu tư công trọng điểm tạo động lực cho phát triển các ngành, lĩnh vực và 19 dự án xã hội hóa. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đã có 3 cơ chế chính sách, 47 đề án, chương trình, 5 dự án đầu tư công và 1 dự án xã hội hóa được ban hành, đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Danh mục các nhiệm vụ triển khai trong kế hoạch đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và chương trình hành động số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra. Tính đến hết tháng 6 năm 2022, Vĩnh Phúc có 6 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra như thu hút vốn đầu tư trong nước DDI, lũy kế năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt 29,5 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu thu hút 5 năm đạt từ 20 đến 25 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 40,4 giường bệnh, mục tiêu 40 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 100%, mục tiêu đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý đạt 100%, mục tiêu đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người của người lao động tại các doanh nghiệp so với mức lương tối thiểu vùng đạt 2,45 lần, mục tiêu gấp 2 lần. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 25%, mục tiêu đạt 25%. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án cho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra. Trong 3 ngày từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Chính trị thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Ban tổ chức Thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và bí thư chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn thành phố. Tham gia lớp bồi dưỡng gần 240 học viên được truyền đạt 6 chuyên đề về tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở, nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên đã trực tiếp truyền đạt tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và thành phố, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh và thành phố đã và đang tập trung thực hiện, cũng như việc quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2022, như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, công tác xử lý vi phạm pháp luật đất đai, giải ngân vốn đầu tư công. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở nắm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, từ đó chủ động vận dụng lý luận vào thực tiễn ở địa phương, đơn vị để góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng ở các chi đảng bộ cơ sở. Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế từ năm 2019 đến nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về khám chữa bệnh, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ, kịp thời, dịch vụ khám bệnh được cải thiện nhanh chóng, thuận tiện, giảm thời gian khám bệnh. 8 tháng đầu năm, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú bảo hiểm y tế trên 30.900 người, bằng trung bình 94,3% tổng bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. Các nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022, công tác phòng chống dịch COVID-19, quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đều được bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai kịp thời, hiệu quả. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo, đồng thời tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, đẩy mạnh tính năng động, chủ động hơn nữa trong quá trình hoạt động, có những chính sách để giữ chân và thu hút nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng sử dụng của các trang thiết bị y tế và công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự án luật đất đai sửa đổi. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, tập trung một số vấn đề nêu trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Khi trình dự thảo luật, cần thiết phải có dự thảo nghị định hướng dẫn chi tiết đi kèm, bổ sung các quy định về quyền và trách nhiệm của chủ thể là cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội được giao quyền sử dụng đất với trách nhiệm là người sử dụng tài sản công. Thể chế hóa các quy định về vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giám sát việc thực hiện và phản biện xã hội, quy định cụ thể về phương thức, cách thức tham vấn ý kiến người dân, trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân, hoàn thiện quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm tính công khai, minh bạch, giảm khiếu kiện. Dự án luật đất đai sửa đổi sau khi lấy ý kiến góp ý bổ sung, hoàn thiện và được thông qua, tổ chức thực hiện sẽ tạo hành lang pháp lý trong công tác tổ chức quản lý, sử dụng đất, góp phần điều chỉnh quan hệ đất đai, tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện kế hoạch 151 của Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua 1 năm triển khai cao điểm, Công an tỉnh phối hợp với cơ quan báo chí các huyện, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh thực hiện duy trì điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tổ chức gần 20.500 buổi tuyên truyền trực tiếp về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng hệ thống thiết bị điện tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh cho trên 55.600 lượt người tham gia. Đồng thời, Công an tỉnh đã tổ chức trên 120.000 lượt kiểm tra định kỳ, gần 57.700 lượt kiểm tra đột xuất đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra, phát hiện gần 13.000 thiếu sót, vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy để xử lý nghiêm theo quy định. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, trong đó tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành sử dụng các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ để lực lượng này chủ động phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Dương đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015 của Chính phủ. Chương trình này đã giúp nhiều gia đình có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong các cơ quan, đơn vị có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong căn nhà mới đang hoàn thiện, vợ chồng anh Huy rất vui mừng phấn khởi bởi ước mơ về một ngôi nhà mới bao năm nay cũng đang dần thành hiện thực. Nếu không có nguồn vốn vay 500 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Dương, thì với đồng lương công nhân ít ỏi tích lũy của vợ chồng, với đồng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tổ trưởng tổ dân phố của anh, thì không biết bao giờ 7 thành viên trong gia đình anh Huy mới có được một căn nhà rộng rãi, khang trang để ở. Là nếu mà không có cái ngân hàng chính sách để cho người dân, để hỗ trợ nhà ở cho người dân thì vợ chúng tôi khả năng không làm được nhà. Bởi vì thực ra cái số mà tích lũy được thì rất ít. Vay nhà bạn bè thì cũng khó khăn. Thứ hai là vay ngân hàng khác thì lãi suất cao. Thế nên là chúng tôi rất là may mắn, gia đình tôi may mắn là được ngân hàng chính sách là cho vay hỗ trợ nhà ở, chúng tôi làm được cái nhà này. Hai vợ chồng giáo viên nên việc mua đất xây nhà chẳng hề dễ dàng với vợ chồng anh Dũng. 20 năm công tác là chừng ấy thời gian vợ chồng anh Dũng và 5 thành viên phải ở trong căn nhà công vụ chật hẹp dành cho đội ngũ giáo viên chưa có nhà ở tại trường Trung học phổ thông Tam Dương. Với lãi suất thấp, thời gian trả nợ gốc lãi dài, nên ngay sau khi tiếp nhận được nguồn vốn vay 500 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Dương, gia đình anh Dũng đã mạnh dạn xây dựng ngôi nhà mới với bao niềm vui phấn khởi. Khi được tiếp cận với nguồn vốn này thì các thủ tục để được giải ngân nguồn vốn này thì tôi thấy rằng là cũng không có gì phức tạp. Chúng tôi đều làm rất là thuận lợi, dễ dàng. Để triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Dương đã thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng thụ hưởng. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện Tam Dương đã có 45 trường hợp được vay vốn nhà ở xã hội với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng. Để tiếp tục giải ngân đối với các hộ có nhu cầu thì chúng tôi tiếp tục thường xuyên liên tục là tuyên truyền vẫn trên loa đài truyền thông, trên báo chí, các cái bản tin và đồng thời qua các buổi họp giao ban, chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cái công tác đến hội tổ nắm bắt được cái chủ trương của Đảng để tuyên truyền đến các hộ vay có nhu cầu. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, việc triển khai cho vay nhà ở xã hội đã góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, huyện Tam Đảo đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 18 tuổi và mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên nhằm tăng tỷ lệ độ bao phủ vaccine cho người dân tại các xã thị trấn trong huyện. Hiện tại, tất cả các xã, thị trấn trong huyện tập trung thông tin kế hoạch lịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở từng nhóm tuổi đến đông đảo người dân, căn cứ theo sự phân bổ, dự trù số thuốc được cấp phát từ Trung tâm Y tế huyện. Đồng thời, bố trí lực lượng, cán bộ y tế và các nhà trường chủ động phối hợp tổ chức các điểm tiêm cho người dân trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, an toàn. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 99%, mũi 3 đạt hơn 95%, mũi 4 đạt hơn 56%. Nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, số trẻ đã tiêm mũi 1, mũi 2 đạt hơn 99%, mũi 3 đạt hơn 77%. Trẻ từ 5 đến 11 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt hơn 90%, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt hơn 61%. Công tác tiêm chủng nhận được sự đồng thuận của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung là tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, thế rồi là các cái nhóm Zalo ở các cái tổ Covid. Ngoài ra là chúng tôi cũng chỉ đạo là đối với lại các tổ Covid thì thành lập là các cái nhóm Zalo của các cái tổ liên gia tự quản, các cái hội đoàn thể để tập trung là tuyên truyền. Thế có những đối tượng thì là đến tuyên truyền là trực tiếp tại hộ gia đình khi mà người ta chưa tiếp cận được thông tin. Trường tiểu học Bồ Lý hiện có hơn 1.000 học sinh. Việc rà soát các em học sinh đủ điều kiện tiêm các mũi vaccine được cán bộ, giáo viên tuyên truyền, thông tin đến gia đình về lịch tiêm, số lượng mũi tiêm theo từng đợt đạt hiệu quả. Qua vận động, các gia đình đều ủng hộ việc tiêm chủng phòng COVID-19 cho con em và phối hợp với nhà trường theo dõi, thông báo sức khỏe sau mỗi ngày tiêm. Thì nhà trường đã tuyên truyền vận động đến tất cả các phụ huynh và cũng đã thống kê tất cả những số lượng những em mà chưa tiêm, những em đã tiêm mũi 1 để đề nghị cấp trên cấp phát thuốc về cho các em tiêm đầy đủ. Và đến hôm nay thì tiêm nên là cơ bản nhà trường đã đạt cái tỷ lệ tiêm vaccine bao phủ gần 100% so với các em đã được tiêm mũi 1. Ban đầu thì cũng phân vân sợ là tiêm nó ảnh hưởng đến các cháu, nhưng sau em tìm hiểu rồi thì em thấy tiêm vaccine là rất là tốt, thì là em đã cho các cháu đi tiêm. Mặc dù sự vào cuộc tích cực trong tuyên truyền vận động người dân tiêm vaccine, nhưng tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong huyện vẫn đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân do tâm lý người dân và số công dân đi làm ăn xa không cập nhật được thông tin. Với thực tế này, huyện chỉ đạo đến trung tâm y tế tăng cường phối hợp với các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân, không để xảy ra tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời gây lãng phí. Tăng cường công tác truyền thông, chỉ đạo một số ban ngành như phòng văn hóa, trung tâm y tế lấy những tài liệu tuyên truyền để làm cho người dân hiểu về lợi ích của tiêm vaccine, làm sao là khi chúng ta triển khai tiêm là đạt hiệu quả nhất. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là yếu tố quan trọng đối với việc đảm bảo sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Huyện Tam Đảo tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường bao phủ các mũi cơ bản, mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân, đẩy mạnh tuyên truyền đến tận thôn, khu dân cư và từng hộ gia đình để vận động những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, trẻ em trong độ tuổi đủ điều kiện đi tiêm, đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19. Sáng nay, Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết Giáp, dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo một số địa phương, nơi đơn vị đóng quân trên địa bàn. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, chủ động vượt khó, dạy tốt học tốt, chính quy, mẫu mực, đã ra quân là đánh thắng. Năm học 2021-2022, Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp đã thực hiện nghiêm túc phương châm cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu, kiên quyết nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Chủ động khắc phục mọi khó khăn, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo chuẩn đầu ra, tập trung nâng cao chất lượng quản lý và điều hành huấn luyện, đồng thời phát động có hiệu quả các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, kỷ luật nghiêm, mô hình tuần học tập, rèn luyện kiểu mẫu. Kết quả học tập 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ xếp loại khá giỏi đạt 86,4%. Năm học 2021-2022, nhà trường có 8 giảng viên giỏi cấp cơ sở. Nhiều sáng kiến đề tài được giải cao tại các cuộc thi do binh chủng và các cấp tổ chức. Biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết Giáp yêu cầu Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, phương pháp giáo dục đào tạo, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hành, đào tạo phù hợp với từng bậc học và đối tượng tác chiến, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động vượt khó, dạy tốt học tốt, chính quy mẫu mực, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học lớn mạnh của Binh chủng Tăng Thiết Giáp. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 6 năm 2022 đang bước vào những ngày thi đấu đầy kịch tính. Hôm nay, môn bóng chuyền hơi nam nữ chính thức khai mạc và tổ chức thi đấu tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc. Giải đấu môn bóng chuyền hơi có sự góp mặt của 11 đội nam và 10 đội nữ đến từ các huyện, thành phố và các ngành trên địa bàn tỉnh. Các đội thi đấu với thể thức vòng tròn tính điểm. Ở nội dung thi đấu bóng chuyền nam hôm nay, có lẽ là một ngày mà tỷ số 2-0 là kết quả của đại đa số các trận đấu. Năm nay các đội bóng được đánh giá có sự đồng đều về chất lượng và sự nghiêm túc khi đến với giải đấu. Một vài đội như Vĩnh Tường và Sông Lô được đánh giá nhỉnh hơn ngay từ khi bước vào giải nên không quá khó khăn khi các đội này liên tiếp đem về những chiến thắng đầu tiên. Với nhiều đội bóng đây là kỳ đại hội đầu tiên tham dự giải nhưng cũng đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm vì màu cờ sắc áo của địa phương. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, đặt mục tiêu cao nhất vào cái giải đấu lần này. Với mong muốn quyết tâm là đi sâu vào vòng trong và có khả năng là được cái chức cúp vô địch mang về cho huyện. Không chỉ ở nội dung bóng chuyền hơi nam, với nội dung bóng chuyền hơi nữ, các đội bóng cũng mang đến Đại hội Thể dục Thể thao năm nay một tinh thần thi đấu đầy quyết tâm và chuyên nghiệp. Sở hữu chiều cao không quá ấn tượng, nhưng những vận động viên nữ đã cho thấy sự chỉn chu và kỹ thuật trong từng pha bóng. Hôm nay là một ngày mà tỷ số 2-0 chiếm ưu thế trong các trận đấu. Hai đội nữ Vĩnh Tường và Tam Đảo đã cho thấy thế mạnh vượt trội hơn nên không quá ngạc nhiên khi hai đội bóng mở màn bằng những trận thắng đầy thuyết phục. Phong trào thể dục thể thao luôn được các địa phương trong những năm qua đặc biệt chú trọng và tinh thần ấy đã được thể hiện rõ nét khi đến với đại hội. Hôm nay tôi cảm thấy rất là vui khi đã giành được chiến thắng trước đội Yên Lạc. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia giải đấu và tôi cảm thấy rất vinh dự khi đã giành được chiến thắng đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, và đội chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mà giành được chiến thắng trong các trận đấu buổi chiều ngày hôm nay, và sẽ cố gắng để mà đạt được giải thưởng cao nhất của Đại hội thể dục thể thao lần này. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, 4 đội nam là Yên Lạc, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Vĩnh Yên và 4 đội nữ Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên giành được số điểm cao nhất và tiếp tục tranh tài trong trận bán kết. Ngày mai cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn bóng chuyền hơi nam nữ với những lượt trận bán kết và chung kết. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem. Sáng nay, thành phố Vĩnh Yên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án công viên vui chơi giải trí thành phố. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng thành phố Vĩnh Yên thực hiện giải phóng mặt bằng bắt buộc đối với 22 hộ có đất thuộc dự án công viên vui chơi giải trí thành phố ở khu Cầu Quế, Yên Ngựa, Đồng Vèo, xã Định Trung và khu Cổng Trại, Đồng Sơn, phường Điện Bảo. Nhưng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đến trước 7 giờ sáng ngày hôm nay đã có 8 hộ có đất thuộc diện phải thu hồi, đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng, còn 14 hộ vẫn không chịu nhận tiền bồi thường, không bàn giao mặt bằng, gây khó khăn, buộc phải thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo quy định. Dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên là dự án trọng điểm, nhà nước thu hồi phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Với các hạng mục như khu vui chơi, sân thể thao, công viên cây xanh, khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ góp phần tạo cảnh quan đô thị hiện đại, văn minh, xanh, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Do vậy, thành phố Vĩnh Yên quyết tâm thực hiện dự án theo tiến độ đề ra. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Bên cạnh đó cũng sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ không chịu bàn giao mặt bằng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.